nhìn này, cái xương đùi chỗ này nó rỗng này nhỉ. Yeah. Hai xương đùi đây này. Nằm ngửa đấy, tay nó rơi lên đầu. Cửa. Cười nghiêm này. Kinh thai 106. Hai cái mắt nha. Chuẩn bị bụng. Từ thứ bao nhiêu mới thấy mặt em bé rõ nhất thì khoảng độ 5 tháng là rõ nhất. Được cái nước đỉnh chu vi đầu xem cái đầu mông cái thai này hai mươi ba tuần 6 ngày. Hai cái mắt này nhỉ, sừng mũi ấy. Sao mà sao bàn tay nhỉ, tay nó đang nằm sấp rồi, chúng ta nằm yên đi nhé. Cho tay lên mặt đi. Cửa. Thế tay nó cửa đây, tay nó rơi, nhìn thấy chưa? Ừ. Tay nó che đấy. Này tay chân dài. Nhúc nhích con biết rồi.
cái áo. Cảm ơn bình thường.